Vâng, xin chào mừng các bạn, chúng ta đã đến với cả game đấu rồi. Vâng, trận đấu của ta hiện nay thì đây chính là game thủ KT Roster Start. Anh ấy chọn màu gì tôi cũng quên rồi. Hiện nay thì game thủ rớt của ta đây rồi. Rớt quyết định chơi cho Sipun thưa bạn. Vâng, rớt đã xuống cho mình Swami Pun rồi. Không ổn rồi, không ổn rồi. Hiện nay, vâng, đây chính là game thủ SK thì còn T1 Soulkey. Vâng, và như chúng ta nhìn thấy rằng đây chính là, vâng, một pha Sipun ở trên map Miracle Crown. Một cái map có 3 bí xuất phát. Bây giờ rớt chỉ cần discount ở một trong hai mỏ. Thấy quân đội của đối phương phát lao ra cắn luôn. Hiện nay, nhiều tôi nhận thấy con Overlord của game thủ Soulkey đã phát hiện là đang đi ra đúng vị trí mỏ của Protoss rồi. Okay, we have a gate first, not Nexus first. And it's near his Nexus, which makes it a bit easier to defend. But that pylon is not in a good spot. Vâng, like, hiện nay chúng ta thấy rằng là Protoss của ta đang chơi build one gate expand. Right? Các bạn thấy rằng hiện nay thì con Overlord đang đi rất đúng hướng rồi. Và hiện nay 8 Zerglings 5 đã di chuyển rồi. Một con drone đưa thẳng ra vị trí mỏ ở hướng 6 giờ. Vâng, mỏ 6 giờ chả phải quái cả. Zerglings đang lao sang mỏ nào đây. Thêm cả drone được đưa đi để có thể hỗ trợ đam cho những cái con Zerglings kia thưa bạn. Vâng, nó đang lao ra ở vị trí giữa map trước. Mục tiêu đầu tiên là Zerglings sẽ được đưa ra ở vị trí cái gì kia, ở kia là vị trí Sana Tower. Sau đó được đưa ra, hiện nay Zerg đã phát hiện ra được mỏ đối phương ở vị trí thứ 2 giờ rồi. Lao thẳng đây thôi. Có tồn tại còn chưa hoàn thành xong gate cơ thì bạn mới còn đang ăn ga kìa, đang ăn 2 ga kìa. Bố tôi hôm nay hình như đang chuẩn bị chơi chơi cái gì nhỉ, chơi Blink à, hay cái gì đó thì phải. Hình như Stargate nào hay khi mà anh ấy chơi trò này, ăn có 2 ga thôi. Nên giúp Blink lên nơi rồi, vâng xong rồi, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Giọt còn chưa được warp ra cơ, vâng giúp Blink nó lao thẳng ra cắn cái gate này rồi. Gate đang bị thêm cả Ron cắn nữa, vâng hiện nay trận chiến đang diễn ra giữa cả giúp Blink cùng với cả Ron. Quân đội của Soulkey này có vẻ là hơi bị căng thẳng với bạn, vâng rất nhìn, có vẻ rất là máu chiến. Vâng, Pop mà lao ra vẫn là giúp Blink quay cắn luôn. Có vẻ nói đang rất là hiếu chiến đây thưa bạn, tất cả Pop đang được, vâng đang chia quân. Ôi rồi, rút bố về, vâng rút bố về không ổn rồi. Thôi xong rồi, mất ghét rồi. Thôi gọi GG thôi, thì bạn đừng có lý cố gì nữa. Không còn gì cho game thủ sát của ta rồi. Trận đấu của ta diễn ra khoảng tầm 3 phút thôi. Gọi GG thôi. Hiện nay tất cả Pop vâng đang được Mikko đang được ta ghét thẳng vào một cái có cái cục mirror kia để cho Zerling không thể cắn chết Pop được. Và thấy hiện nay Sona Pop vẫn đang còn khoảng tầm 16 con từ nãy giờ. Masico sắp rửa ra nơi rồi, nhưng bây giờ Masico ra thì cũng làm gì đâu, chỉ cắn như là đang ăn đến bao giờ thì mới chết được Zerling thưa bạn. Các bạn thấy rằng hiện nay Ron cũng đang cắn ngay cả SCV. Alo. Ron cũng đang cắn, Zerglings cũng đang vẫn còn đây thưa bạn. Hiện nay thì Zerglings có bao nhiêu con kia, tôi nhìn thấy ở đây hình như còn gần 2 con Zerglings, 2 cặp Zerglings. Vâng, bắt đầu Pop vẫn còn 13, 12 còn đây. Vâng, và như vậy là Start đã chiến thắng thưa bạn. Vâng, Soulkey của ông ta Onin không thành công rồi. Giờ để Maship call ra coi như là Soulkey gọi GG luôn. Trận đấu quá nhanh. Có thể nói rằng chúng ta có thể và nhìn thấy được là cái sự khác biệt. Chúng ta có thể thấy là cái sự khác biệt với việc là cái kỹ năng mà crit và một cái cục mirror tôi không rõ nó gọi là gì, nhưng mà đây là một sự khác biệt giữa có và không có. Không biết tên cái kỹ năng đấy tên là gì, nhưng mà với cái việc mà click vào trong cái một cái cục mirror kia, nó khiến cho Zerglings cùng với cả drone không thể nào cắn được. Các bạn không thể nào cắn được Pop. Và đến trời đến khi mà ma ship co ra thì nó xử lý hết tất cả, nó xử lý hết tất cả đàn Zerglings luôn. Và như vậy là xong rồi. Không thể tin được. Thưa bạn. Tỷ số của ta hiện nay là 1-0 cho game thủ Start rồi. Một trận Odin xịt nên tự thua. Quá buồn Soulkey. Và chúng ta đến với game đấu thứ hai thôi. Game đấu thứ hai sẽ diễn ra ở trên map Catalina. Một cũng là một cái map có 3 vị trí xuất phát giống như map Mary.